to show him the surprise I got him. I obviously mean those bright lights. Oh, yeah, you paid for this expensive bottle of champagne. Một bữa tiệc thì đây. Tiệc rượu. Thì tiệc rượu thì sẽ có thường thường hai người có giá xe rủ thì mà ông hàng xóm. Như muốn đi thôi chứ giờ mình không có cái gì vậy. Giờ mình sẽ đi lên mình lầu. Mình có 2 lần nước rồi hả? Mình đi xuống cái phòng kho lấy cái kéo để cắt cái bao bọc của chai bia ra mới lấy được. Anh kiếm nắp nữa đúng không? Rồi lấy được cái kéo nè. Đi lẹ trước khi cô giáo đổi ý. Cô giáo đang chắc chắn cô giáo sẽ lên. Ấy! Ném luôn nha, sai đường nha. Ôi trời. Trời ơi. Trời. Quăng luôn cái kéo người ta. Mình kéo luôn rồi. Nó có hư cái kéo còn nè. Đó, bà ơi. Ơi, dao nhảy. Lộn đường. Như chưa kiểm tra hết phòng rồi như kia cái bèo rồi. Ừ, chút khi cô giáo đổi ý nha. À, cô giáo nhập báo rồi. Ở đây, cái cuộn. Ủa, mình đứng sai xuống được rồi. Xuống đâu? Xuống được này nè. Tập gym hả? Rồi mình sẽ nhảy xuống cây để xuống cho nhanh. Chứ giờ cô giáo đang chặn đường cầu thang này. Chặn đường cầu thang rồi. Mình đi lấy cái đồ gì đó. Cô giáo đi lên phòng thứ hai á. Rồi mình đi lấy cái nút. Ủa? Không, cái gì cái nhắn mắt. Cái điện nhắn mắt chai. Cô giáo giờ này thích lắm. Gắn camera tại nhà cô giáo giàu. Cô giáo giàu mua cái gì thì mua. Dễ ợt. Giờ đi kiếm nha. Em nhớ đâu á. Đây. Đây. Rồi đủ rồi mọi người ơi. Ủa cô giáo đi ra ngoài nè. Làm gì tính thôi. Cô giáo đi đâu thì chạy đi. Nhiệm vụ của mình là tới đây thôi. Tới đây để làm gì đây? À. Trời ơi. Cái chai rượu bia nè. Cắt vào bọc trước nè. Rồi. Mình làm lẹ làng lên. Lẹ làng lên trước khi bả vô đây. Nhận nắp chai ra nè. Mình không muốn bỏ mình tút vô. Bỏ cái này để gắn nắp chai lại. Gắn nắp chai thêm nữa. Gắn cái nắp chai vô. Bỏ. Mày sẽ bỏ vào cái kia. Y chang như thiệt. Bãi chủ phong. Rồi đó cô giáo chuẩn bị một bữa tiệc nhậu. Ủa nhậu? Ủa mình sớm nhậu hả ta? Đầu tiên phải đếm 3, 2, 1 trước đúng không? Rồi chuẩn bị nè. Cô giáo chuẩn bị đi ngang nè mọi người ơi. 3, 2 giờ chưa tới. Chuẩn bị nè, cô giáo đi ngang nè. 3, 2, 1 cháu cho chạy. Cô giáo thường đi rất là lâu. Cô giáo chậm như con gì với chạy. Chậm hơn con rùa, chậm hơn con gì chạy. Trời ơi, cô giáo đi cực lâu luôn. Nãy mình đợi nãy giờ hết bao tiếng đồng hồ rồi. Ủa nãy giờ chơi tới tiếng nữa hả? Chuẩn bị nè. Đang giới thiệu. Đây là chai rượu bia của tôi. Nhận này chặn nắp. Chặn nắp sạch sẵn tất cả bạn ơi. Yeah. Trời ơi. Cô giáo mất mặt ra ngoài sớm. Ở bất cứ cái này á. Cái đó được quê không? Quê bây giờ. Không lẽ là mừng con gà ta. Trời ơi. Con gà gì đây? Nguyên một con gà nướng siêu bự luôn. À định mời ông bằng sớm ăn đi nè. Không có rồi. Ông chắc là cô cho. Giáo mình keo kiệt lắm. Ừ thôi đừng mua hết tốn tiền mình. Cô giáo mình cực kỳ keo kiệt bởi vì mấy mặt. Cổ nào? Cái gì mua giờ một thao vậy nè ăn một mình nè. Không bao giờ chia cho cả lớp đâu. Bây giờ mình sẽ lấy cái này vô để cho mình lấy cái dầu hỏa nha mọi người. Cái dầu gì đó để cho lửa dễ cháy hơn. Cái dầu hỏa ra đây. Lấy một trái bơm. Lấy trái bơm. Trái bơm đi đâu? Trái bơm hả? Ừ. Nhảy cô giáo dưới mà. Cẩn thận cái cầu thang. Trời ơi trời. Tiếp ngay mà đi lại phòng đó. Trời ơi.
trời. Đi số 2 luôn. Cô sao số chạy vô phòng càng phát hiện ơi. Hai nói là cẩn thận cái cầu thang, hai nhát đang ở dưới. Đi xuống luôn. Bây giờ mình đi vô phòng bếp á. Ơ sao đi không? Như đi ai? Ê trời ơi. Đi vô phòng bếp đi. Mày đó chưa thấy mình. Đi vô phòng bếp đừng đi cầu thang nữa. Đi lên đây. Ôi, cô giáo còn. Cô giáo còn đâu mà. Cô giáo còn ừ. Dưới trên đó mọi người ơi. Chết mà, tí mọi người. Ôi đừng có đừng. Nó cái phòng nó quen quen à. Hai vẫn tiếp tục xài cái cục này để chặn. Hai ơi, là trước thì nó mình sẽ nhảy ra đây chứ mọi người. Ờ khoan, bé ở gần ở trên nè. Suốt ngày chạy hoài mà đầu tóc bù xù ớn quá. Cô giáo điệu quá à. Cô giáo điệu thấp đẹp. Thấp đẹp thôi. Thôi có chừng, cô giáo đâu có chừng. Xuống. Biết ngay. Ngay lắm. Chết mò không có đường dưới. Chết thiệt rồi mọi người ơi. Trời ơi. Biết ngay mà lần sau là khác rồi. Ấy. Trong phòng thư viện mấy. Trời ơi. Hên quá cô giáo còn. Cô giáo chạy siêu nhanh luôn nha mọi người. Đó là cách cô giáo giảm cân. Nhưng mà mình chạy nhanh hơn cô giáo. Tại mình là siêu trốn học. 3 bữa rồi trốn học rồi. Bữa trước làm cho cô giáo bị ớn đó mọi người. Bệnh luôn. Bệnh không còn thêm cái gì. Thêm một ngày Noel. Thêm một ngày Noel. Làm không có một cái gì. Làm gì hai chị hai. Đang ở trong bếp nè. Gần lắm luôn á. Cô giáo đang đi lên hay đi ai đi ra ngoài. Cơ hội ngàn năm có một. Đi lên lấy quả bơm. Lên lấy quả bơm kìa. Đổi hình nát. Bây giờ hai ơi, hai xong chưa? Hai mới có một mẹ nữa đó. Giờ mình sẽ đi lên lấy quả bơm nha mọi người. Lẹ lên hai ơi. Hồi đó bà phát hiện bà lên đây là mình không xong đâu. Rồi bây giờ nè. Rồi cái chừng. Hôm nay mình sẽ giúp cô giáo giảm cân tới cùng, không nên ăn gà quá nhiều. Ừ, giảm cân, thiệt là giảm cân. Mình đi ra ngoài thì cô giáo đi vô kìa. Ôi, đi ra. Cân. Cô giáo đi vô nhà kho. Giờ mình sẽ lấy cái ống này nè, vô cái lỗ, cái chai này. Hồi nữa cô giáo sạch. Cô giáo sạch hết được luôn. Ghê không mọi người? Gà đâu. Ôi lộn. Con gà quay đâu. Để ra đây nè. Rồi mới bưng chén này đi được. Rồi. Ôi, thấy quen. Cô giáo đi lên. Rồi xong rồi mọi người ơi, bỏ bơm vô nước luôn rồi. Giờ cô giáo chuẩn bị đi ra lấy gà ra ăn. Không biết các bạn kết bất ngờ. Một cái kết siêu giảm cân. Siêu bất ngờ. Vô liền đi. Cô giáo đâu đó đó. Rồi cái phòng đó. Chuẩn bị nè, cô giáo đi. Cái phòng đó em thấy quen quen nè. Ba. Ba. Hai. Một. Trái nha. Chưa trái mọi người. Lửa chưa có lan. Chuẩn bị trái nhà nè. Nè, quay giấc. Hãy hốt á, lại lấy cái bình xịt. Nè, bình xịt. Dạ, mình lấy cái đó rồi, xịt trong ga. Cô giáo sẽ dùng cái ý kiến táo bạo hơn. Dùng nước. Dục luôn. Dùng nước, bây giờ cô giáo sẽ dùng nước. Tạc. Đây, tạc. Tạc hư luôn nè, nổ cái bơm nè. Ông hàng xóm đang hỏi tại sao tôi ở đây. Ơ cô giáo dán cái gì sao luôn ông hàng xóm kìa.
Ờ, cô giáo thôi miên ông hàng xóm. Giáo đập bát cho ông hàng xóm nè. Hôm nay phải sửa cho ông hàng xóm. Không phải, hôm nay phải sửa. Mà hôm nay mình biết lấy cái này đâu ra. Trời, thì mình sẽ đi lấy cái tấm của ông hàng xóm trước rồi mình sẽ gắn cho cô áo cô giáo. Ê, có chồng, có chồng. Cô giáo, wow, nữa rồi. Em đi kiếm ông hàng xóm cái. Ông hàng xóm kìa đang làm bánh kìa. Đâu? Ở trong kia kìa, phòng bếp á, làm bánh ở trong phòng bếp nữa. Cô giáo, cô chồng. Cô giáo, cô chồng phòng trên nè. Em sẽ cơ. Rồi, lúc mà cô giáo tầng 1 thì mình đi ở trên cô giáo sẽ. Cô giáo. Còn lúc cô giáo đi trên tầng không. Trên. Đây, ông hàng xóm nè mọi người. Ông hàng xóm ơi, ông hàng xóm chạy cho con mượn cái tờ giấy xong cho con đây bây giờ mình sẽ kêu đọc cô giáo cho cô giáo đừng có bắt nạt ông hàng xóm nữa nha. Bây giờ hai sẽ đợi cô giáo nha. Đợi một tí thì cô giáo đi tắm nè, cái cô giáo kia tao biết rồi, cái cô giáo kia dám độc ác với lại người này ha, vô duyên quá. Hai sẽ đập ổ khóa, hai sẽ dán cái tấm này vô, thời gian không còn nhiều hay sao mẹ, mà sợ cô giáo tính nhanh lắm. Đây. Cái này hồi lấy cũng được, quan trọng là dán miếng này vô, dán vô mình dán ở đâu đó dục đại vô luôn, nói chung là dính vô là được. Cái gì gần áo khóa mới đập được búa không đập được áo khóa hả? Quên cầm búa đây, lấy cái này đeo vô ông hàng xóm. Cái gì đeo vô ông hàng xóm? Chứ đeo ở đâu? Mình sẽ đeo vô con mèo. Nãy giờ nghe tiếng gì không? Mèo. Thì mình sẽ đeo vô con mèo. Mèo đâu? Mèo cưng. Cái con mèo được ta. Chết mèo tôi rồi. Chưa kịp lấy mà. Trời ơi trời. Mới ra ngoài. Mới ra lò. Ta sẽ gọi là. Ê sao con mèo đâu? Mấy con mèo đâu? Con mèo đâu? Em mới con mèo đi, bây giờ mình ủa nãy sao hai không lấy được ta? Nó bị gì vậy? Thôi chạy bị gì thì chạy, hay là quan tâm. Ok. Trời ơi, hết hồn. Trời đất quỷ thần ơi. Bữa trước kia mình thấy mình thấy cô giáo bị bắt kẹt luôn. Còn đi học rồi cô giáo không tha cho mình. Nhảy. Mày quá, không sao mọi người. Chưa gãy chân là mai rồi. Ông hàng xóm làm gì vậy? Ông ngủ rồi. Ơi, giận. Quay. Nhắn đi xuống kìa. Thì mình đi lên. Mình trước giờ là vậy mà. Cô giáo đi xuống thì mình đi lên. Cô giáo chạy theo mình đó. Không có gì phải sợ, bình tĩnh. Bình tĩnh mới chơi được. Mất luôn mà. Mình đi vô lúc coi mình bị bắt rồi, liêm sỉ như tầm này nữa. Cô giáo đang nghi ngờ. Ngờ gì? Ôi, cái bánh giác mà là không kịp mọi người. Ngồi đây ngủ. Quên, làm không kịp. Mình lấy cái đó trước mới làm được ha. Mình làm không kịp với cô giáo luôn. Mình lấy cái này trước đi. Đấy, thì đương nhiên là phải lấy cái đó trước. Phải đợi cô giáo nó cắm mới lấy được. Không qua rồi. Mày này khó quá mọi người ơi. Không phải là khó mà cô giáo làm quá nhanh. Mới vừa vô phòng tắm chưa kịp lấy đồ, cô giáo chạy cái vèo. Hãy lấy ốc chết đi. Hãy lấy ốc chết trước đi. Quên rồi, sẽ lấy ốc chết búa. Trước. Thôi cái búa với dao thì mình lấy lại đi. Cái gì mà đặt được ổ khóa là được hết. Hãy lấy cái ốc chết vô cho cái con mèo á. Mình cưa ổ khóa thôi ha ha. Cưa làm sao được. Đây. Lấy một cái búa quạo. Quạo nữa. Cô giáo chưa qua mà nghe nói giống như là tiếng gì á, nó quạo. Wow, là đẹp rồi mà cũng wow, nó bị ghê chứ mình nhìn gieo. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái này. Nữa lấy nữa. Để lấy cái này trước chứ, cái dương miệng cô giáo còn đang giữ mà đâu lấy được. Thấy không? Chứ phải đúng rồi, cô giáo không để trong hộp. Rồi đi xuống, xuống. Lấy cái phần lại, đi nhẹ nhẹ thôi, đừng để nghe tiếng động. Hồi nãy giờ cô giáo đi đâu vậy, xuống. Quá. Đi. Cô giáo đi vô phòng tắm rồi mọi người ơi. Đi vô phòng ngủ rồi, gần tới cái phòng. Cô giáo nhào vô luôn.
mình sẽ làm nhanh gọn lẹ. Cái này mình sẽ đi gắn cho con mèo ở dưới ở tầng hầm. Con mèo đâu? Con mèo đâu? Mà cô giáo làm khá là nhanh. Ông hàng xóm còn ngủ hoài luôn á. Hồi nữa cô giáo phải xuống đây chắc mình chết. Con mèo này mày ở đâu rồi? May quá. Hồi nãy giờ hai mình đem gấu chích xuống rồi. Thả mèo ra. Không được luôn. Mới chưa cầm, chưa cầm. Đeo cho mèo. Xong rồi mọi người ơi, bây giờ cái vòng này sẽ làm cho cô giáo. Ê, chưa đi, chưa đi, chưa đi. Cái đây được rồi. Bây giờ cô giáo sẽ đi nè. Thôi bắt mình á. Sao bắt được, cô giáo bị điều khiển rồi, vậy con mèo điều khiển rồi. Giờ mình đi cũng không biết đường nào để đi nữa nè. Cái thui à. Đó, cái đường đó nó không thấy mà ghê chứ mọi người. Bây giờ cô giáo sẽ làm những động tác y chang một con mèo. Nheo nheo nheo. Giờ mặt như mèo. Ê, ê, bài đập cái bài. Chết luôn rồi. Gãy chân rồi. Ôi hết tiêu rồi. Đâu có sao cũng vui rồi. Mình cũng tới đây rồi mọi người ơi. Chuẩn bị nè. Có dám bắt đầu nè. Meo liền nè. Like, share, subscribe, làm lòng lực cho Hiền Nhi Giao Mèo nhé. Còn bây giờ, bye bye.